Bây giờ đẹp quá này. Xin kia kìa. Bắt đầu này. Biết phải giờ mình đi chơi này. Em cho em giới thiệu nè. Rồi, bắt đầu mình đi lên núi Bà Đen nè. Em giới thiệu với cả nhà mình. Đây là đỉnh lên núi Bà Đen. Chị kiểm tra xem chị bấm chưa phát chưa? Rồi. Được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, nhà em đang tiến lên đỉnh núi Bà Đen. Đi nhẹ nhàng thôi. Đi cái này. Nhẹ nhàng thôi, đừng cái này té nha. Té không đã? Rồi đi. Thời tiết hôm nay rất là đẹp. Nhà em được vinh hạnh ghé thăm chùa núi Bà Đen. Thiên nhiên ưu đãi cho nhà em một buổi du lịch rất là đẹp. Trời ơi, đáng đồng tiền bát gạo luôn nhà mình ơi. Đây là nhà ga. Nhà ga rất là hoành tráng, rất là to, to đùng. Theo chị cả em nói là to đùng. Em ấy biết rồi, biết từ rồi. Còn ở bên đây quay xuống lại để ủ nơi cao này, cao lên dốc này, lên dốc này. Đây là chị hai bé, đây là bé út, ok út, út ít. Còn đây là bé bác tài nhà em, tay lá lụa, tay lá vàng của nhà em đây. Trời ơi, còn đây, đây là túi tiền nhà em. Không có nhiệm vụ gì ngoài nhiệm vụ chi tiền. Đây đấy đó, gần lên tới đỉnh núi Bà Đen rồi nha. Đẹp quá, hồi nãy chẳng thấy gì ngoài đẹp. Hồi nãy em không ồn tay chẳng thấy không. Gì ngoài đẹp, rất là hùng vĩ, núi non hùng vĩ. Mà các bạn về thăm quê hương, quê hương gì? Việt Nam à? Được. Bình Thuận. Bên cạnh đó các bạn về quê hương Phan Thiết Bình Thuận. Đẹp lắm. Ủa có luôn hả? Mình quảng cáo cho review vậy Phan luôn. Thiết Bình Thuận mình luôn mà. Có biển, có núi luôn mà. Mình còn đẹp hơn ở đây nhiều. Đây có núi đá không mà không có gì hết. Ngoài đá với cây cỏ, với cái cắt treo không còn gì hết. Còn Phan Thiết quê em có biển nè, có núi nè, có cát trắng nè, nắng vàng nữa nè, biển xanh cát trắng nắng vàng xanh nè. Đàn xanh ơi em đến với rừng. Chị ơi, chị hát bài đi, em đến với rừng đi. Em đến với rừng đâu chỉ xanh yêu thương. Ta chụp hình mà làm như ta quay phim ấy. Có gì hả? Ôi đẹp chưa, cao chưa, từ trên cao nhìn xuống. Đẹp quá. Ủ tai chắc mặt. Em nhìn không đẹp, em nhìn. Ôi, phong hoa đẹp nè. Núi đá đẹp chưa nè. Ủ tai chắc mặt. Ô đẹp chưa, đây trên này cao chưa. Em ủ tai em không nghe gì đâu, có chửi em không nghe đâu. Chùa thấp nhiều. Thấp nhiều hả chị? Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ngắm màn trời xanh xa tít chân trời. Đang đi Tây Ninh hát cái bài gì trời. Nghe sóng vỗ đang đi Tây Ninh mà. Vút vì nào to thổi. Bao đẹp. Em cũng thuộc hài hát cho mình mát. Xanh quá gì rào biển cả. Dòng tình gì mà ăn chơi. Ôi, đang mệt, đang, đó, đang, đẹp, quá đang mệt, mệt, quên hết cả bài đang hát. Mệt rồi, đang ôi, cãi thế là xứng vô chơi. Ôi, nó thấp hơn mình nhiều. Cái đó, nó thấp hơn, thấp nhiều. Ủa mẹ em quay gửi cho nhà mình kiếm ấy. Bên cái đường kia, quay xuống dưới cho nó đẹp đấy. Quay ngược, bây giờ quay ngược. Ngắm mặt trời xanh. Cái này là đường lên đỉnh núi. Mây gì anh kìa, mây dưới mình luôn. Mây phía dưới, mây phía dưới. Mây, mây, mây ấp núi. Mây phía dưới mình luôn. Qua đây chụp hình coi. Qua đây. Ơ mình chụp đầu tiên nha. Ngồi vô. Ngồi đi, ngồi chính giữa hết đi. Trời ơi, nhanh. Để hết mây giờ. Xích vô. Hãy. Hồi chụp hai đứa này đã đi. Xanh lúa rạt rào biển. Bé không vô, bé xấu ráng chị. Đi vô bé. Đây quay trực tiếp.
Chụp chưa? Rồi. Trực tiếp thì bé quay vòng 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 gì nãy tự nhiên bé quay có một chỗ với nó cũng giống giống vậy à. Mây đẹp quá. Người ta phải quay cảnh quay người. Thả tự nhiên để cái máy một chỗ. Khi qua đây thì kéo còn lên. Gần tới bến rồi nha, gần tới bến rồi đó, gần tới rồi đó. Ôi, mây đẹp quá nè. Ô, mây đẹp chưa nè. Mây này. Ủa, nghiêng bé qua đi bắt nãy nó nghiêng bên đó. Ô, mây kia kìa đẹp chưa. Ui, mây ngầu xuống, bắn chùm cái nhanh để hết mây. Ông thấy đủ mày kìa. Em, ủa, vậy là bây giờ mình chụp ngang hả bạn? Chụp làm gì thì chụp. 1, 2, 3, nhìn mình nha. Ôi, giỏi quá, mấy bé này giỏi quá. Rồi, giỏi lắm nha, giỏi nè. Ôi, giỏi quá. Bé biết nghe lời giỏi thì ô mấy bé biết nghe rồi. Rồi nhiều rồi. Từ từ cho nó mây canh mây đàng hoàng. Từ từ canh mây nha, mình canh mây cho mấy bé nha. Ô mấy bé giỏi. Đó bé kia, ô bé kia cười đây nào. Rồi 1 2 3. Cái tay chỉ che cái mặt ba rồi. Đó. Che mặt Thảo rồi, tay mặt Thảo rồi. Rồi. Đó, sang một bên rồi. Ok, nhìn Hiên đây này, nhìn Hiên đứng nhìn màn hình ngoài. Nhìn em bên này. 1 2 3. Đừng có liếc, để bé nhìn liếc rồi đó. Rồi xong. Kiểm tra. Một bạn sang đây thì nhảy sang nha. Kiểm tra đi. Rồi. Bé phát bé không nói gì hết quá. Mày mình không nói. Tại phát thanh của mình nói hết rồi. Nhanh 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 một chút thôi em. Mày cả chỗ mày phía dưới mình luôn mấy đứa. Chứ mày trên mảnh tao không. Anh ơi, mày suốt đêm thao thức vì anh. Hai quay giùm em. Quay đoạn mà quay mây kìa. Lời ôi mây đẹp chưa kìa. Ê quay lại chụp mây đi kìa. Lúc ta ra về. Nhà em đang lên đỉnh núi. Bà đây. Đây ta ai đến. Ừ, bà đây thủ quyền. Thủ thị xã Tây Ninh. Thủ thành phố Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2023. Nhà em đang có mặt tại núi Bà Đen. Kết thúc đó. Thuộc thành phố Tây Ninh. Hôm nay là ngày 28